Tiến Linh tiếp tục ghi bàn, câu lạc bộ Bình Dương hòa kịch tính câu lạc bộ Hải Phòng. Câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Hải Phòng đã cống hiến cho khán giả hơn 90 phút thi đấu đầy kịch tính. Trong đó, chân sút Nguyễn Tiến Linh tiếp tục ghi bàn. Tối ngày 21 tháng 9, câu lạc bộ Bình Dương tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 2 LP Bang V-League 2024-2025. So với đội khách Hải Phòng, đội bóng đất thủ được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng và cũng có lợi thế tinh thần khi được thi đấu trên sân nhà. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặp không ít khó khăn ngay từ những phút đầu nhập cuộc, khi câu lạc bộ Hải Phòng luôn được xem là đội bóng có lối chơi máu lửa trước bất kỳ đối thủ nào. Công nghệ VAR lần đầu xuất hiện ở sân Bình Dương bước ngoặt lớn của trận đấu đến từ phút 25 với sự can thiệp của công nghệ VAR. Đáng chú ý, trận đấu ở vòng 2 V-League 2024-2025 chính là lần đầu tiên công nghệ VAR xuất hiện tại sân vận động Bình Dương. Phạm Trung Hiếu, câu lạc bộ Hải Phòng, phạm lỗi với tiền đạo Bùi Vĩ Hào trong vòng cấm. Trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc đã phải tham khảo màn hình VAR trước khi cho câu lạc bộ Bình Dương hưởng quả phạt đền. Phút 25, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã tự tin thực hiện cú sút trên chấm 11m để đánh bại thủ môn Đình Triệu, mở tỷ số trận đấu. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn trên chấm 11m cho câu lạc bộ Bình Dương. Tiến Linh tiến sát đến cột mốc 70 bàn cho câu lạc bộ Bình Dương trên mọi đấu trường sang hiệp 2. Câu lạc bộ Hải Phòng đã chơi đầy nỗ lực với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng phải đến phút 70, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mới có thể đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Triệu Việt Hưng là người đã chọc khe để Nguyễn Hữu Sơn băng xuống và tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn đối phương, quân bình tỷ số 1-1. Câu lạc bộ Bình Dương rất khao khát có được chiến thắng trong trận đầu tiên được thi đấu trên sân nhà của V-League 2024-2025. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tràn lên tấn công và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía các chân sút đội bóng đất thủ. Đáng tiếc nhất là ở phút 81, Tiến Linh có đường chuyền rất thuận lợi vào vòng cấm để thành nhân dứt điểm đánh bại thủ môn câu lạc bộ Hải Phòng, nhưng bóng lại bật xà ngang. Phía ngược lại, câu lạc bộ Hải Phòng cũng suýt có bàn thắng thứ hai khi trận đấu đã bước vào phút bù giờ. Phút 94, Ngọc Tài bất ngờ tung cú khi cầu vòng về từ ngoài vòng cấm, nhưng siêu phẩm đã bị từ chối bởi xà ngang. Chung cuộc, câu lạc bộ Bình Dương hòa 1-1 với câu lạc bộ Hải Phòng. FPT Play, đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LP băng V-League 1 2024-25 tại https://play.vn.